Wow. Ơi ơi, sập nhà. Chết mẹ. Hèn ơi, cứu. Chọc cây bự coi. Im. Hai các bạn trở lại với clip video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hái bưởi. Và hái bưởi không à, chúng ta sẽ làm cái món chè bưởi bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hái bưởi nha. Luôn hai trái đi. Trời ơi, hái bự à. Hàng hàng lấy cái cùng ốc giùm anh đi. Thôi đừng chậm nữa, được rồi. Ta lấy cái cùng ốc. Đừng là chết đó, không phải đâu. Hãy đó, nó chạy. Đây rồi, cùng ốc cho nghe cây bưởi nè. Hái trái hấp trước đi. Trái rồi, chứ hái trái đó. Thì đi dành ăn, rồi đem về dưới cho tụi nó nữa. Cũng hết luôn hả? Để chậm quá. Chưa kịp dừng đó. Chín quá rồi. Dạ. Thấy chưa? Không, giật luôn đi đó đi. Cái này đợi ngay chứ giật gì. Thì giật luôn đi. Đừng ra nha, thả cái xào xuống á. Ừ. Wow. Ơi ơi, sập nhà. Chết mẹ. Mẹ ơi, cứu. Chụp cái bự coi. Được nhiều đi. Chết rồi đây. Xuống. Nguy hiểm. Trời ơi, chưa giờ hết gãy cây mẹ à mẹ. Gãy cây đồng tay hả? Cây mục quá mà. Ba ơi. Bởi nhà người ta rồi bà. Gãy nhà đâu. Cái bưởi đâu rồi? Cái thời gian hì hục trên cây bưởi thì mình hái được hai quả bưởi rất là ngon. Tuy nhiên cái hậu quả dẫn đến là nó cái quá trình nó bị sập nhà rồi. Trả một cái giá khá là đắt. Sập nhà rồi. Hai trái bưởi này. Ok, để làm cái món bưởi này thì mời các bạn cùng xem đến cuối video với mình nha. Hai trái bưởi rất là ngon, các bạn thấy nè, rất là to, quá hấp dẫn. Rồi, mời các bạn cùng xem theo dõi đến cuối video nha. Giá quá là đắt, sập nhà mẹ rồi. Sau khi gọt bưởi, cái vỏ bưởi xong thì chúng ta sẽ cắt từng miếng nhỏ các bạn nha. Mình cắt ra miếng nhỏ, mình cảm thấy mình ăn vừa đủ thì như thế này thôi. Ok, chúng ta sẽ lần lượt cắt từng miếng nhỏ nha. Ở đây là mình thích cắt to một xíu, tại vì cho nó giòn một xíu ha. Còn bạn nào thích ăn nhỏ thì tùy theo bạn. Bạn muốn ăn nhỏ thì bạn cắt nhỏ xíu thôi. Ok, sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được bao nhiêu đây bưởi nha. Từng miếng nhỏ này ha.
Bây giờ chúng ta sẽ thêm một xíu nước và một xíu muối để mình rửa cái miếng bưởi này nha. Và mình sẽ vò và mình vắt cho thật khô. Và cái kinh nghiệm thì bạn vắt từ 5 đến 7 lần và vắt cho thật khô. Tại vì các bạn vắt không có nhiều lần và không có khô quá thì cái miếng bưởi của mình nó sẽ bị đắng và nó hơi bị cay nha. Đó là cái kinh nghiệm làm ha. Sau khi mình vắt và nhiều nước ha, khoảng 5 đến 7 lượt thì vừa nước và vừa muối thì chúng ta sẽ để cho cái vỏ bưởi mình nó thật là ráo và chúng ta cắn thử xem nó còn đắng hay không nha. Nếu còn đắng thì chúng ta vắt tiếp, còn nếu nó hết vị đắng và cái vị cay á thì chúng ta sẽ đổ bột năng vào nha. Đổ một xíu bột năng vào và lắc đều nha cho cái lớp bưởi mình nó bóng lên ha. Bây giờ mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên và mình bỏ vỏ bưởi vào bạn nha. Sau khi mình đã lắc đều với lại bột năng ha, bây giờ mình sẽ nấu cho nồi nước này nó sôi lên và cái vỏ bưởi á, khi mà nó chín á, thì nó sẽ nổi lên trên phía trên mặt nước. Ok, bây giờ mình sẽ trộn đều và mình đậy nắp lại nha. Rồi bây giờ nước đã sôi rồi và cái vỏ bưởi bạn thấy nó đã nổi lên phía trên rồi nè ha. Bây giờ chúng ta sẽ vớt vỏ bưởi ra để riêng để chúng ta làm cái thao tác trước nè. Đó các bạn thấy nè, bây giờ mình sẽ vớt ra, mình để riêng rồi. Wow, nóng quá. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị một thau nước đá sẵn. Muốn cho cái vỏ bưởi mình ăn nó được giòn thì các bạn phải ngâm nước đá nha. Chúng ta sẽ ngâm khoảng 15 phút cho cái nước đá nó bớt lạnh á, thì mình sẽ vớt cái vỏ bưởi ra nha, mình để cho ráo. Đó là cái bí quyết nha. Muốn cho cái vỏ bưởi mình nó giòn nó ngon thì mình phải ngâm một xíu nước đá. Đó, bây giờ nước đá nó đã tan rồi, nó hết lạnh rồi, bớt lạnh đi. Bây giờ chúng ta sẽ vớt ra để ráo nha. Mình đã chuẩn bị sẵn 2 gram đậu xanh nha. Bây giờ rửa sơ và mình sẽ bắt lên bếp nha. Bây giờ chúng ta sẽ nấu đậu nha. Nấu đậu cho nó chín đậu đi, nhưng mà đừng có để nó nát quá thì nó không có ngon mà nha. Mình sẽ chuẩn bị một nồi nước cốt dừa bạn nha, đã đun sôi. Bây giờ mình sẽ đổ đường vào nha. Tùy thuộc vào chúng ta muốn ăn ngọt nhiều hay là ngọt ít mà chúng ta bỏ lượng đường nó vừa đủ nha. Chúng ta sẽ bỏ thêm một xíu muối
cho nó mặn mặn, cho chè nó ngon. Bây giờ chúng ta thấy đã đậu mình đã sôi rồi nè, cũng tương đối là mềm đậu rồi. Bây giờ mình đổ vào cái nồi nước cốt dừa bạn nha. Rồi, mình sẽ đổ vào và nấu. Tiếp theo là mình sẽ đổ cái bưởi lúc nãy mình đã vớt ra mình để ráo á. Bây giờ mình sẽ đổ cái bưởi mình đã làm rồi. Bây giờ mình đổ vào. Chờ cho bưởi này nó sôi nha. Để cho món bưởi này, chè bưởi á, chúng ta được dai và nó có độ kẹo nhiều, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một ít bột năng, mình đổ nước sôi đổ để nguội vào và mình quậy đều ha. Chờ cho cái nồi chè chúng ta nó sôi lên, chúng ta sẽ đổ cái phần bột năng này vào. Thì thôi các bạn nha, các bạn muốn ăn nó dai nhiều thì chúng ta quậy bột năng nhiều. Rồi sau khi chúng ta đổ bột năng vào thì chúng ta cứ nấu và quậy đều ha, cho nó sôi lên. Đó, các bạn thấy đã kẹo nè ha, vừa đủ ăn. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một xíu cái ống vani này vào nha. Cái này là vani bạn nha. Cho nó thơm. Sau khi tèo hái bử và sập nhà trầy da tróc giải và trải qua những cái trận kinh khủng khiếp, thì đây là thành phẩm mình và phu nhân mình đã kết hợp và làm ra. Mình thì chỉ phụ họa là hái bưởi thôi bạn nha. Đây là cái món chè bưởi mà mình bỏ tủ lạnh cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Các bạn thấy cái thành phẩm đây rất là ngon, hấp dẫn và ăn những ngày nóng nực. Hồi xưa á, các bạn biết không, hồi xưa đi học của ông kêu cái món này là món chè mũi bạn nha. Nó giống như cái mũi của mình khi mà chảy ra đó, mình kêu bằng chè mũi. Đặt có tên là chè mũi hồi mà còn cái lâu á. Gớm quá. Bây giờ gớm quá gớm. Bây giờ gọi là chè bưởi, nó rất là ngon. Nghe cãi không hết. Mình không biết là ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền thì có tên gọi khác nhau như thế nào, thì bạn biết bạn comment phía bên dưới giúp mình nha. Mình cũng muốn biết thử, ở riêng mình ở miền Nam á, mình kêu chè bưởi ha. Rất là ngon. Rồi, thành phẩm là như thế này. Giờ thử trải nghiệm nha. Chè mũi. Chè mũi. Chè mũi. Nhiều khi mình nói chè mũi thì có nhiều người nói mình bẩn quá. Thật chắc là thấy bạn giấu rồi thấy không? Nó nhiễu giống chè mũi này không? Đó, mũi này đây. Ok, mời các bạn nhé. Thử coi. Ngon quá. Trong đây có gì? Bưởi thì có chắc chắn rồi đó. Có hột vàng là gì? Đậu xanh à? Bưởi nè, đậu xanh nè, bột năng nè. Rất là ngon. Nước dừa hả? Mời các bạn nha. Vani. Quá ngon. Gần Tết rồi nè ha. Nếu các bạn ở nhà có mua bưởi về ăn thường xuyên, hoặc là Tết có chưng bưởi á, các bạn lấy cái vỏ bưởi làm cái món chè bưởi này là làm rất là hấp dẫn mà nha. Nói chung cho mình, cho gia đình ăn là tuyệt vời luôn á. Không cần phải làm chuyên nghiệp, nó cũng rất là đơn giản. Làm chén nữa thôi, ngon quá. Bạn nào mà gần đây này, mình cam kết mình mời lại nhà là ăn không còn gì luôn á, rất là ngon. Quá đã. Cảm giác sao? Bưởi nó làm sao? Mình chưa nhớ có ý là bưởi nó có sật sật không, nó giòn giòn không mà. Giòn giòn. Mình chưa nhớ có ăn một lần ở đâu ta, mà nó đắng đắng á, bưởi nó đắng đắng á. Nhưng mà do cách làm thôi sao không biết. Còn này bưởi nó giòn mà nó không có bị đắng này, ngon. Tại vì bưởi nó chưa có héo. Đúng không? Tại bưởi héo rồi dắt hết cái vị đắng đó ra mới nấu được. Này là chuyên nghiệp, vậy chắc cũng khó ha, cũng chuyên nghiệp. Trời có ăn đỡ ha. Chè mũi. Chè mũi. Rồi,
video mình kết thúc ở đây. Video clip này cũng có tính chất giải trí vui ha, mà vô tình hái bưởi mà bị sập nhà bạn. Tại cái khá là đó, sập cái nhà, sập cái đồng tay ở nhà mà được tiếng chè bưởi này ăn thôi cũng đáng rồi. Rồi video mình kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ kênh mình. Trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng làm những cái clip vui hài giúp các bạn thư giãn trong những cái ngày, những cái giờ làm việc nó tương đối là cực nhọc, giúp các bạn xả stress. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Xin chào.